đang ở chợ đá Lục Yên này, đây mình đá này. Bạn này bạn đang xếp đá. Không phải bác cái ngồi chỗ nào nhỉ? Các loại đá đó. Em á? Hả? Đây, đá của bác đây, bác đang xếp đá đây. Chợ à? Đang quay đá đó. Bác à? Và chị sang ngoài quay đá mới lại định mua một cái vòng vòng vừa vừa đó. Không, nhưng mà đúng là mua vòng ở đây nó đẹp hơn thật. Chị ơi, cái đá này có đắt không chị? Cái đá đấy mười mấy triệu. Mười mấy triệu hả chị? 15-17 triệu. Cái này là chưa ấy đấy chị. Xong rồi cái đá này thì là làm con nhẫn đấy phải không chị? Không, họ để như thế để trang trí ạ. Đá này là để làm mặt vòng nhé. Nguyên ơi, cả nhà nhé. Nguyên ơi, chị Nguyên. Đây mặt nhẫn. Án vòng. Nè. Anh. Mặt nhẫn của bác. Con Ngân đi học chưa? Chưa chị. Đang nghỉ hè đây. Cái đá xanh kia là đá gì vậy? Chị, đá xanh kia là đá gì ấy chị? Đá xanh. Xanh đấy là aqua. Xong rồi mình để mình về trang trí ạ chị hay là như nào? À. Nó như kiểu hàng Mỹ Ký ấy nhỉ? Không, nó cũng đắt mà, chắc là đắt. Không đắt. Này, cái này này. À, kia là nguyên. Phải chọn cái kia mới đánh được. Cắt được. Bình thường không cắt được đâu. Những cái viên đá như thế này là về đây đây cắt được không? Lẽ đến nhà ai ở ngoài này để sâu một cái vòng, nhưng mà đây này, đá này em mà ra hẳn đấy. Đâu, chị làm vậy nhờ. Bác ơi cho em quay một tí, bác ơi cho em quay một tí nhá. Đây cái đá này là đá chưa cắt thành này, xong rồi về đánh để thành mặt nhẫn nhé cả nhà mình nhé. Đẹp, xanh nước biển. Về xong rồi mình mua về xong mình đi ra tiệm vàng mình đánh thành mặt nhẫn hả bác? Cái này phải qua chế tác thành mặt nhẫn xong. Bác đang giới thiệu. Vâng, chế tác là thành mặt nhẫn hoặc là mặt dây chuyền nhé. À, đây là chợ đá Lục Yên. Đang ở chợ đá Lục Yên. Em đang quay. Những cái đá này là để làm vòng hả bác? Vòng tay hả bác? Vâng. Không, cái đấy cũng có cái người ta cũng sẽ chọn ra để cắt được. Cái này từ cái viên to này thì mang ra để cắt thì bác nhỉ? Chứ còn những viên bé này để làm mặt vòng nó tùy à? Theo thợ. Rất là nhiều đá. Đá Lục Yên là vẫn là nổi tiếng là đá đẹp. Đá đẹp mà khi mà làm vòng hay làm mặt nhẫn hay các thứ thì rất là sáng. Và có giá trị thì rất là cao. Em cảm ơn bác nhé. Chiếc cái đá này là đá gì? Đây còn có cái loại đá này nữa này. Đá này gọi là đá phong thủy. À, đá phong thủy ạ. Rất là nhiều loại đá khác nhau. Đi lượn một tí đi xong rồi chị cứ quay. Em đi lượn một tí bác ơi. Chị. Đây đá đây, đá này, đá này. Có rất là nhiều loại đá các bác đang chia sẵn luôn. Có đi cái đá của cái đấy nó đeo vòng vào cái đá nào nhỉ chính nhỉ? Nhẫn này tay em. Không, nó đeo ở tay này này. Thì cái này. Đấy, nó là cái loại này này. Không, nó không sáng thế. Nó là cái loại này, nó đính lên tay, nó vòng tay như chị ấy này, đi vòng này, nó đính cái này vào. Bác ơi, cái đá này có đắt không bác? Đắt, mới đây đắt. Dạ, cái loại những cái loại này. Thì này rẻ hơn. Vâng. Cái này thì bao nhiêu tiền một viên bác? Cái này bán cả mớ này thôi. Cả mớ này 50 triệu. À, đây một mớ đá này là 50 triệu các bác nhá. Nhưng mà tí nữa bác đứng dậy bác đi ra chỗ khác là không mất đâu. Biết lần sau. Đấy. À, an ninh ở đây rất là tốt.
một quầy đá này rất là nhiều tiền nhưng mà các bác bày bán ở trên bàn hết. Đẹp. Đây là những viên đá quý. Đây là bác đang phân loại à? Tôi đang xếp lô ra đây thôi. Chị gà gắn đá. Đi lại chỗ người nhiều đá chứ đi. À đây là đá phong thủy hay là đá gì đấy bác? Đây là đá để trang trí. Trong này nó có cả đá quý đây. Đá quý đấy. Đấy trong này nó là nó có cả cái hàng đá mài ra thì nó được ra có cái chỗ ở trong ngoài này thịt này mài ra nó sẽ được cái viên đỏ đẹp như này đấy nữa chị, giá đấy viên này đắt thế. Chưa viên bên kia viên này 3 tiền chị, lấy 120 triệu đấy cả nhà ơi, viên này 120 triệu nhé cả nhà nhé, 120 triệu viên này. Nếu mà ai mà mua về là được rất là nhiều mặt nhẫn, dây chuyền, vòng. Mua cả viên này thì sẽ rẻ nhá. Mà ở bên này bác có những cái viên bác bán cả 100 triệu đấy ạ. Khi mà đã thành phẩm rồi. Quay liền từ từ là không được. Không, không gửi đi được. Đây này hình như nó đeo cái này. Ừ, hóa ra như thế này. Nó làm mấy rồi. Ra những thành phẩm rồi. Đây là cái viên đá này. Trong đá này nó lẫn. Đây là lẫn đá quý ạ bác. Cô bảo là nhờ. Dạ không. Đá chẳng lắm. Lẫn đá quý lắm là trong có đá là. Thứ mặt mặt. Hôm qua về hôm nay ở đây ra. Một cái bàn này có rất là nhiều tiền. Có nhiều loại. Trời ơi, em quay giờ tí nhá. Bác sẽ quay tí nhá. Đây là nhiều loại. Đây này. Đá chuẩn được yên này. Đây là hàng si đây chị nhỉ? À, ruby đấy. Ruby ạ? À? Đây, đá ruby đây nha cả nhà nhá. Ruby chưa qua xử lý ạ? À? Cái hàng này lại chưa qua xử lý cả nhà nhá. Trong cái còn cái đá này là lẫn đá quý đúng không chị? Cái này là để làm tranh đấy nhỉ? Đây là cái làm hạt vòng đấy. Đây đá này làm chân đá. Đá này để làm vòng đeo tay là cái nào chị? Vòng đeo tay, những cái này họ xoáy ra được vòng đeo tay, còn những cái... À không, cái vòng mà mình vàng bọc vào xong rồi là để cái này thành mặt đấy. Thì là lấy loại nào đây? Đây là vòng đeo tay nhá, ví dụ mình làm theo mặt đấy, 10 cái mặt này một. Còn những loại ngoài này thì đắt hơn này. Cái này này thì tùy đúng viên ạ. À đây là bán theo viên. Vâng, đây này bộ xanh này cũng được này. Đây là thuốc mây. Ví dụ như màu hồng hồng này có đắt không đấy? Cái này là ruby ạ, cái này thì đắt ạ. Màu này là đắt mà. Nói chung là cứ đỏ là đắt. Đắt tiền viên rồi nhá. Cái loại này thì tùy từng viên. Vài trăm nghìn đến vài triệu. Kết mộ kết mắt thoải mái. Đây mặt nhẫn này. Tai cái đuôi này được bông tai đẹp không này. Đây này màu đẹp vận hành không? Đó là vì đắt quá.
cái đứa đấy nó đeo chị, chúng ta không hình dung là nó đeo cái kiểu với lại là nó là cung tay kiểu như này này, không nó đeo vào cái vòng, nó làm một cái vòng em ạ, nó làm một cái vòng bằng đá vàng ấy, bằng đính đá lên quanh 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 này. Kiểu như này này, không như này, màu ghi này, kiểu dạng này này, ghi đấy, có những cái bộ lắc tay của họ lên đến tiền 100 triệu đấy, viên to viên nhỏ, viên trong viên này, nhưng mà nó tùy vào từng viên. Ai đến đây mua đá thì đến gặp hai chị này nhá. Đá khá là rẻ so với lại các đá hợp lý. Hợp lý luôn. Nhà tự mài được. Đây những cái viên như này thì rất là. Còn là cái viên này. Đây này, cái loại này mà đánh vòng tuyệt vời luôn cả nhà. Mà nói chung là các bạn ấy đang nói giá khá là ok luôn. Dạ. Giá này là ok này. Rất là nhiều đá, đá phong thủy này, đá đánh vòng này, đá đánh nhẫn, mặt trên dây chuyền rất là nhiều. Cái nhỏ nhỏ này là cũng là để làm dây ấy á? Vâng, để kết thành hoa, nụ hoa như này này. Kết nụ hoa. Đấy, hoặc là làm dây và vòng nhé. Đúng rồi, hoặc là làm dây đàn như chị nói đấy. Đánh cái mặt cổ ấy, dây cổ đấy, hình tinh hoa ấy, hình quả nho các thứ đấy. Này, sang đây thì nó chỉ mới biết là đá quý, không biết là đá quý. Đây này, đây này các bạn này, nếu mà mình đi đường là nhìn cái này là nó chỉ là viên đá viên sỏi thôi này, nhưng thực ra nó là đá quý nha cả nhà nhé. Đây là đá quý, đây là ruby này, hàng ruby này là ruby, đây là ruby răng chó, đây là ruby răng chó này, ruby răng chó. Đây là nhân của ma tôm này. Đấy. Đây là si, cái này tinh thể si. Cái này họ để chơi phong thủy. Viên này thì mình nghĩ là ra suối nhặt viên này nhiều lắm. Đấy. Nhưng cái này là về phong thủy đấy. Mình chơi cho mệnh. Không xét được mà. Có một mệnh thì chơi cho mệnh. Đây là đá, đá này là đá để đá phong thủy nhé. Đúng rồi, hết. Chơi cho mệnh. Cái này nó là cái gì? Đây. Nó là đá quý mà. Đúng là về bao tiền đúng không? Hả? Không. Thế là lãi to rồi. Mua 4 triệu bán 15 triệu là lãi to. Mua viên này 4 triệu mới có bán được 10 triệu không? Bác đây bác đang bảo là viên này 4 triệu đây cả nhà. Để tí này. Vâng. Ừ, đẹp đây. Vâng. Em mua không? Em đang đi xem ạ, em đang quay đây này. Bác đang mua được viên đá này là 4 triệu nhé. À cho bác còn phải có cái à, có cái kính cái đấy soi ạ. Rồi. Mua 4 triệu xem về có bán được 10 triệu không? Bác đang đi mua đá và bác bán lại. Ừ. Mua thử bán thôi. Vâng. Mua 4 triệu để bán 10 triệu nhé cả nhà nhé. Mua 4 triệu bán được 10 triệu. Đây đá quý đây ạ. Em quay tí chị nhé. Đá quý này. Vâng. Đấy. To vần vát này này. Đây đá quý đây. Cái viên này thì bao nhiêu tiền ạ? Cô? Viên này 10 triệu. Đây viên đá quý này 10 triệu nhé cả nhà nhé. Hàng tạc tượng. Cái hàng này thì mình có thể tạc tượng này. Tạc tượng, cái này là tạc tượng này. Vâng. Còn những cái này là bầy, cung thể bầy này, muốn. À, cái này là để bầy, tương, bầy để trưng bày. Vâng, hàng này để trưng bày. Đấy. Và có những cái viên rất là nhỏ nhỏ, giống như bác kia bác vừa cầm, nó là rất là bé nhưng mà bác đang bảo là hơn 4 triệu. Thì đỏ, đỏ đẹp á.
đỏ ra đấy. Trời ơi. Có bán được 10 triệu không anh? Sắp bán được. Có mua được. Thôi em ra quay. Anh review đá quý của Lục Yên. Từ từ xem nó có mức nhá. Ừ, bởi vì nó vỡ như thế thì chưa tính được. Đấy, cho người đẹp quay đi. Định giá đá quý. Đây là xóm các cụ cao tuổi. Vâng ạ, bên này là các cụ các cụ cao tuổi bán đá quý. Cô ơi, ở trong quầy của cô cái viên nào là viên đắt nhất của cô? Viên này là bao nhiêu tiền ở cô? 15 triệu. À không, đây là nói là trong quầy mình ấy. Thế còn những quầy bên kia bên trong